Sau đây là cách để các bạn có thể blend màu hàng loạt ở trong Camera Raw uh, với cả file JPEG và RAW luôn nha. File RAW thì dễ rồi, ví dụ các bạn có nguyên một đống file RAW thì các bạn kéo thả vào thì nó sẽ hiện ra Camera Raw để các bạn làm. Tuy nhiên đối với file JPEG thì không được nha. File JPEG nếu mặc định các bạn cứ kéo thả vô thì nó chỉ mở thẳng ở trong Photoshop chứ nó không có mở Camera Raw. Các bạn sẽ phải làm theo tác vào menu Edit này, chọn Preference, nếu trường hợp các bạn sử dụng Mac thì nó sẽ là cái uh, menu là Photoshop, ví dụ như là Photoshop hay không. 2024 hay 2025, trong đó nó sẽ có setting à, hoặc là preference, nó sẽ tương tự như này ha, và preference, và sau đó các bạn sẽ chọn là camera raw, ha, à, như windows thì mình sẽ vào edit chọn là preference và chọn là camera raw, đây, dòng camera raw ngay phía dưới này, rồi à, ở trong cái bảng này, các bạn sẽ vào trong cái mục là file handling file handling và ở đây các bạn sẽ coi cái mục JPEG này, chúng ta click vào và chọn cái dòng ở dưới cuối cùng automatically open on support JPEG, hà dòng cuối cùng nha. Và chúng ta nhấn nút ok. Rồi, bây giờ thì mình có nguyên một cái folder 20 mấy tấm này, mình Ctrl A chọn hết luôn hoặc là comment A chọn hết ha và mình cứ thế kéo thả vào cửa sổ Photoshop đang mở này đó là tự động nó sẽ mở cái camera raw lên với tất cả file hình. Ha, trường hợp các bạn muốn thì các bạn có thể vào menu file, open xong rồi chọn tất cả hình đó và nhấn nút open cũng được. Một trong hai cách, ha, kéo thả hoặc là vào open cũng được. Rồi ở đây thì các bạn cứ lên màu thôi. Có thể sử dụng preset hoặc như thế nào đó tùy. À, ví dụ như là mình sử dụng đại một cái profile này đi. Đó mình chỉnh sửa lại cho nó trong trẻo này, đó trắng hồng một chút này, rồi tăng màu lên một tí, rồi ví dụ như vậy ha, v ví dụ vậy. Rồi sau khi chỉnh xong rồi mình thấy ok rồi. À, sau khi chỉnh xong mình thấy ok rồi thì bây giờ mình sẽ copy cái setting này ha mình sẽ click chuột phải và chọn là copy setting ha. copy edit setting này hoặc là cần chôn c sau đó chúng ta sẽ nhấn cần chôn a để chọn hết hoặc là nhấn kết hình đầu và giữ phím shift và nhấn hình cuối cũng được ha sau đó bây giờ thì các bạn sẽ click vào uh, click chuột phải này chọn là paste edit setting hoặc nhấn cần v hoặc là các bạn chọn là sync setting cũng được hoặc là các bạn có thể click vào cái icon đây cái icon ngay dưới này này ha click vào thì nó cũng sẽ ra cái bảng sync setting là synchronize đó tới đây các bạn tích vào những cái phần mà các bạn muốn đồng bộ cái tùy chỉnh và ta nhấn ok là ngay lập tức toàn bộ cái điều chỉnh của các bạn nó sẽ qua những hình khác ha, và đây thì các bạn có thể lưu lại có thể nhấn nút ngay phía trên này để mà lưu cái hình này lại ha À, lưu cái lưu ở chỗ nào này định dạng gì JPEG full size không này sau đó nhấn nút save là tự động nó lưu hoặc các bạn muốn thì chúng ta có thể nhấn nút open để chúng ta mở tất cả hình này trong Photoshop để các bạn có thể điều chỉnh thêm à, ví dụ như vậy ha tùy tùy ý các bạn muốn thôi rồi chúc bạn thành công mấy lần phút toàn phút photo nếu các bạn có thắc mắc nào khác hoặc là cần mình hướng dẫn gì hãy comment với cho mình biết nhé bye bye